Các Phật tử bắt đầu vào ngày mới rồi nha. Các vị khỏe không? Sáng bắt đầu mở mắt ra, mình lo cái trách nhiệm của mình là ngày tu thì cũng phải ra hương khói, tụng niệm, lễ bái. Dù mình làm dài cũng được, ngắn cũng được, nhưng mà phải có kinh kệ, tụng niệm, lễ bái đó. Bây giờ xong rồi ha. Sau rồi bắt đầu lo cái việc sáng nè, để quý vị thấy rằng á, ở Mỹ nó tất bật không có thời giờ. Đó, hồi nãy là tôi dậy hồi 3 giờ mấy làm xong đó, giờ cũng đuối luôn rồi nè. Giờ nè, đó rồi chuẩn bị đó, xong nấu nước thấy chưa, xong rồi tôi lo tôi bật nước, nước cho sâu đó, à phải trăm mấy bình thế này để uống trong ngày. Đó là bây giờ á, ăn sáng bữa nay phải nấu nồi cháo trắng nè, ô quên, nồi cháo niêm đó. Mấy bữa nay sẽ ăn toàn là nấu cháo vậy thì nó không nó nổi lỏng mấy, cho nên nó lâu đâu giống như nửa cháo nửa cơm vậy đó, tại vì làm nặng đâu quý vị. Đó, sáng nay tôi còn phải bao nhiêu là cây ớt tôi xuống nữa đó, xào nếp nếp rồi tối trước khi ngủ hồi 11 giờ tôi rút rồi, rút sẵn để đây xào, thấy chưa. Rồi bây giờ cái việc đàm đạo bây giờ tạm ngưng rồi, nghe chú Khổng Minh Thấn, tại vì mấy hôm nay thì ông đang thì chở bà cô là bà vợ ổng đi mổ, ông ba thì bà ba bị té cái chân nó cũng có vấn đề đó, rồi nhiều việc quá mùa hè nên tạm ngưng. Khi nào mà rảnh thì ngồi nói chuyện đạo pháp, giờ thay qua chương trình khác đó. Xong rồi cháo để hồi ngồi ăn có gì thấy không, nó xây qua là gói bánh đó, này làm hôm qua rồi, để hồi chiên này làm cắt cơm đó. Giờ nước sôi đó, nước sôi xong rồi đó, thấy chưa. Tôi nói ý là có một mình đó mà sáng dậy nó tất bật trong chuyện vậy đó. Ngày nào uống miếng trà, mình thôi uống cho nó có thôi. Tại vì tôi là tiện tôi ít mua nước ngoài lắm, tôi nấu nước nguội tôi để tôi uống. Cho nên quý vị biết không, cũng cảm thông cho tôi, công việc nó nhiều lắm. Mùa đông thì nó được rảnh rỗi, còn mùa hè thì nó phải lo trồng trọt. Trời, cái nước sâu là trăm hai bình, hai bình này là tôi uống một ngày. Hôm trước mà có mấy cái thời đàm đạo thì không đủ, còn có mình tôi hai bình thì thôi mà tôi trăm nhật nhạt rồi. Kể cho qua ngày đoạn tháng, sao mà cái tâm mình nó an lành, mình không có nghĩ là cướp giật mưu hại ai. Chứ vậy thì nó có ngày rồi mình tu được bao nhiêu mình tu. Chứ cái thời nay mà như tôi thường nói là thời nay mà nó tu thành Phật thì không có chuyện đó đâu nha. Mình bỏ vô không sao thành Phật được quý vị, phải cứ bỏ ra, mình bỏ vô không sao thành. Đó, rồi hãy nước xong rồi phải lấy một ấm nước mới để sẵn để rồi khi nào mình có nấu có sẵn, lúc nào cũng phòng thủ vậy đó. Đó, tôi có một sáng nay ngày nọ tôi ăn nồi cháo này nè. Đó, giờ còn nồi bánh tét giờ phải gói nè, thấy không? Có giờ nó kịp trước 7 giờ mình đi nấu tới 11 giờ. 1 giờ cái để nó nguội đặng kia 3 giờ chiều mình gỡ bưu điện. Tự ta đặt khăn rồi tôi giặt sạch sẽ chứ không có gì, nó đừng nhìn thấy sao mà thầy bề bộn nghe không có. Cái tật tôi cái gì cũng phải sạch sẽ, cái thử cái đem hãy đem đi giặt, đi giặt phơi khô vô thải đóng đây. Khăn này thì bắt đầu để lao đây, cái nào đó rõ ràng đó.
Bây giờ lau lá có bánh thấy không? Nhìn thấy cái thời giờ ở Mỹ nó vậy đó, nó chật vật dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình, tôi không biết nói là sao nữa, gọi là mình tự mình làm sống. Đậu xanh thì tôi nấu tối hôm qua tới 11 giờ tôi mới đi nghỉ nghỉ 3 giờ là dậy rồi, vậy làm đục 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 tới 4 giờ rồi tụng kinh, mà gọi nhỏ nhỏ đâu dám gọi lớn, không phải gì tại nửa đêm mà mình làm quá thì hàng xóm. Ở Mỹ thì nó khác với Việt Nam, ở Mỹ là cái gì đó mình muốn bắt nhạc bắt gì hay là cái gì cũng phải 9 giờ trở lên, tụng kinh cũng vậy nữa. Ví dụ như các cái chùa mà gần sớm á thì phải 5 giờ rưỡi dậy, 6 giờ mới tụng kinh nha. Để quý vị nói sao mà Mỹ, bởi vì cái thời giờ mình làm mà sớm người ta ngủ không được, người ta kiện mình á, bởi vì cái chùa chiền nhà thờ đều vậy hết. Ví dụ như Việt Nam nhà thờ 4 giờ là kéo chuông ông sùm thì không có, bên đây mà kéo chuông sớm là bị rầy đó, bắt buộc phải từ 5 giờ rưỡi trở lên mới thức dậy là ít nhất đó. Còn người đời thì đi làm mệt đó các chị biết không, thí dụ như 8 giờ ta làm thì 7 giờ ta mới thức dậy. Còn ta làm ca trưa đó thì tới 8 9 giờ ta mới thức dậy. Mình thì thầy tu nó dầu gì nó cũng quen cái nết rồi, chứ tôi thì không tốt lành gì, ngủ khó ngủ lắm. Chứ nếu mà giờ này mà nằm ngủ được là tôi khỏe dữ lắm. Chứ các vị đừng nói tội nghiệp ông thầy ông tu kỹ quá, không có, tôi không tu kỹ đâu, khó ngủ. Mà tối bây giờ nóng lắm, khí hậu bữa nay là đã lên tới 95 độ, 95 độ F. Các vị cứ lấy con số độ rồi các vị trừ ra 32 rồi các vị mới chia 2 thì ra số độ của Việt Nam 95 mà trừ 32 là còn 73. 73 chia ra cho nó nóng, nóng kinh khủng lắm quý vị à. Thí dụ như Việt Nam á, cái khí hậu nhiệt đới của các vị sống là chúng tôi hồi xưa sống nó quen, không thấy đến nỗi. Nhưng mà bây giờ qua bên đây á, sống cái vùng lạnh, cho nên khi nào mà độ mà nó tăng từ 25 trở lên rồi đó là rất là mệt. Mà thương nhất là các vị bệnh tật hoặc là các vị già lớn tuổi á, khi mà khí hậu nó lên thì tội lắm, nhiều bà già chịu không nổi. Mà nếu mà nhà nào mà lỡ ngày đó mà nó hư máy lạnh hay này kia nữa là coi như rất là, mình không biết nói sao, rất là thương. Bởi vì là khí hậu ở đây nó lạnh, mà một khi nó tới mùa nóng á, như tôi cái vùng tôi ở là một năm bốn mùa rõ rệt, thì Thương ơi tôi quen rồi, Thương ơi 3 giờ mấy rồi thức rồi, thức dậy một chút rồi ngồi thiền rồi chân kệ ngắn ngắn rồi. Làm giờ mùa này làm có kịp đâu. Nói sáng nay hôm qua tôi đi ra ngoài đô la chợ, cái chợ đô la họ cho tôi bao nhiêu cái thùng mà các chị biết, tôi lấy xe hai bánh của tôi mà tôi cứ lần tôi chở hai cái, tôi làm cho tới 8 giờ tối hết cái đường mới thôi. Thành ra sáng nay mấy cái thùng nó khoái lắm, tôi trồng rau đắng, cái thùng ở chợ đô la đó nó tốt lắm. Giờ phải có bánh nè, thầy gửi cho Trương nghe, thầy gửi cho Thương nghe, chiều thầy gửi cho có duyên. Anh chàng Mỹ Tho tôi xưng thầy là tại vì quý vị nhỏ tuổi hơn tôi đó nghe, chứ còn lòng của tôi thì không có ngã mạn không có xưng thầy ai hết á, chỉ trừ đó mấy vị nhỏ tuổi hơn là mình coi như trong nhà. Thế thì biết lá chuối gì là 2 đồng, 2 đồng 29 một sấp. Bây giờ cái gì nó cũng lên hết trơn á, cho nên bây giờ ở Mỹ mà không khéo cẩn thận đó là các vị mà tiền 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 già là thiếu. Đúng là có những lúc tôi giảng á, thì tôi cũng đã nói hết rồi, nhưng mà bây giờ ví dụ như những lúc mà đàm đạo á thì có khi nó cũng khi nhớ nói khi quên,
Thôi vậy thí dụ như khi lâu lâu tôi rảnh ở không nè, để cho các vị nhớ thăm thì tôi nhớ cái gì tôi nói cái đó. Thí dụ như các huynh đệ nào thôi tu đi, thầy làm chi cho nó cực, à tu đi. Ai nói vậy thì nó cũng rất là dễ, nên nó tu đi mà. Chứ còn ai tu đứng đâu. Tu đi. Nhưng mà các huynh đệ nghĩ nè, bây giờ cảm thông cho bản thân tôi chỉ nói bản thân tôi thôi. Vì thế thầy tu sao thầy làm bánh, thầy trồng rau rồi kia nọ. Nếu thời nay mà không bỏ công sức đi làm thì chỉ có ngồi đó để suy nghĩ, để tìm cách này cách khác để bài biện lừa thiên hạ thôi. Tôi nói vậy các vị nghĩ có cảm thông với tôi không? Tôi nói thành thật, nếu mà mấy thầy mà có buồn tôi cũng chịu thôi. Tôi từ xưa giờ là tôi nghèo rồi, tôi cũng chẳng sợ mất lòng ai. Nếu như thời nay tôi nhắc lại, không bỏ công sức làm ra của cải thì chỉ có nước ngồi đó mà suy nghĩ cách này cách khác để lừa bịp thiên hạ thôi. Chứ tôi hỏi các vị biểu thầy tu đi, thầy đừng có làm chi này kia nọ. Tôi hỏi các huynh đệ là bây giờ đó, bữa nay là ngày mùng 1 nè, ngày hai tây nè, là ngày hôm qua là thấy cái tiền mortgage nó gửi về rồi, đó là cái tiền nhà hàng tháng đó, là nhà mình mua nhưng mà phải trả góp, phải không? Đó, mà 3 tháng không góp thì nó mất nhà. Các vị nghĩ cho tôi đi. Đó, tôi đứng khổng xong thì tôi đi. Đó, rồi bây giờ á, bắt đầu 4 tay á, là điện, là nước, là internet, nó bay nhiều, nó bay cái bill về, cái bill là cái giấy báo tiền á, giấy báo đó. Đó, là các vị biểu tôi đi. Thì bây giờ nếu như mà bây giờ tôi cái phước tôi nó kém, tôi không có những may mắn, là tôi không có những tín đồ, tôi là đại gia giàu có thí dụ vậy đó, thì bây giờ tôi hỏi các vị ngồi đó trên nó mắc cái nhà hả? Ở Mỹ mà bây giờ điện thoại ít nhất một tháng cũng là điện thoại internet, điện thoại mà cầm tay đó, xài ít nhất á thì cũng là 35 đồng một tháng là xài ít đó. À, còn mà xài để có internet này kia nữa là ít nhất là 50 đồng. Còn mà xài mà không biết gì là gọi là cùi bắp á, chỉ biết nghe với gọi này kia nọ không á, là 35 đồng một tháng. Hả, tới tháng không ra đóng thì tự động nó cúp à. Đó là cái xài gọi là xài cái sim là có thể bỏ đó. Nhưng mà mua cái sim là đầu vô là mua sim mấy chục đồng rồi. Đó, rồi bảo hiểm. Rồi mai là tôi không biết chạy xe nên tôi không có xe. Chứ nếu xe đó thì phải mua bảo hiểm xe, rồi thuế xe, rồi chạy xăng bây giờ nó lên dù. Đó là tôi kể các vị, là các vị biểu tôi đi là tôi sao. Cho nên á, tôi nói thành thật á, tuy rằng mình nói ra nó thật sự như vậy đó để cho hiểu nhau. Thì bây giờ á, mình làm như vậy nè, thì thật sự ra tôi làm thì cũng đâu có nhiêu tiền đâu, nhưng mà nó vui. Bởi vì cái tuổi trẻ, nhất là cái tuổi tôi nó nửa, gọi là nửa vời đó, nghĩa là nửa sắp sửa là nửa đời. Thì bây giờ mà nếu mà thời giờ này mà tôi không có làm việc á, thì bây giờ nằm á, đắp chăn á, ngủ phòng lạnh, niệm ấm chăn im á, thì các vị nghĩ nó sanh ra cái gì? Các vị nghĩ thử coi nó sanh ra cái gì? Nó sẽ đòi hỏi cái gì? Thì các vị cũng biết rồi. Còn thời Đức Phật á, thì chư tỳ kheo ở trong rừng, ngủ dưới gốc cây, một vị tu hành ngủ không quá 2 đêm dưới gốc cây. Mà tỳ kheo này á, dòm ngó tỳ kheo kia để động viên sách tấn nhau mà tu. Thì tôi hỏi các vị, có thầy nào mà dám phạm phải sai lầm không? Nói thậm chí tôi nói xin lỗi chứ, thí dụ như mình tu là bạn đồng tu với nhau, mình cũng mắc ngại lẫn nhau nữa. Tôi đơn giản thôi, thí dụ giờ người tu thời Đức Phật đi, ngủ gốc cây vậy là tỳ kheo này nằm gốc cây này, tỳ kheo kia, nằm gốc cây kia, nửa đêm mà
mà thằng thằng con nó khởi lên dám thủ dâm không? Đây là tôi nói thành thật, thà nói ai nghĩ sao nghĩ. Thà huống đâu có phòng riêng đâu mà dẫn gái, mấy cô gái về ngủ hay là này kia nọ. Cho nên nhờ vậy đó mà chư tỳ kheo á dễ thanh tịnh tăng. Còn mình ngày nay á thấy nó trong sạch nhưng mà thành ra nó dễ ô uế tăng. Nó có gì thấy rõ nó như vậy đó. Cho nên vì vậy mà người tu phải tìm việc làm. Làm như vậy nè, như tôi nói các huynh đệ như ngày hôm qua. Tôi làm tới 8 giờ tối. 8 giờ tối xong rồi đó, vô đâu có dám tắm liền, phải chờ cho nó khô mồ hôi tắm. Mà đâu phải vô cái rồi ngồi chờ khô mồ hôi, vô cái rửa chén rửa này kia kia nọ rồi guốc nếp rồi cho phi có làm. Cái gì thấy thằng cho nó nhẹ nhàng lại, cho nó mát dịu lại, nó khô mồ hôi đi tắm. Rồi cuối cùng xong xuôi trên rồi đó, in được cái lưng xuống điện Phật thôi là 9 giờ rưỡi tối rồi. Thành ra còn kinh kệ gì nổi nữa. Cái rồi cái in xong rồi cái thấy nó đau nhức quá, cái ngồi dậy giống như toàn bộ ngồi thiền á mà. Chút cái rồi mệt mỏi in xuống, mới ngủ được chút xíu thì coi như là sáng rồi, các vị thấy không? Mà in xuống đâu phải in xuống ngủ được đâu, ngộ lắm. Khi ngồi á thì nó buồn ngủ, mà khi nằm thì nó không ngủ. Cái thấy cái vậy nó mới nói. Cho nên các vị có những cái cũng phải thông cảm, chứ đừng có nghĩ là sao tu rồi bây giờ á, các huynh đệ nghĩ mình thọ của thằng Ma Tính Thí, mà nếu như mình làm không tròn á thì các vị nghĩ là sao? Nó giống như là thọ tiễn à. Rồi á, một kiếp xa mang long đội sừng đền trả. Vì vậy mà tôi á, tôi nói thành thật á, tôi đâu phải người tôi không biết tham. Tôi là tham tổ mẹ đó, tôi nói thành thật là tôi không có giấu. Nhưng mà mình phải biết cái lượng sức của mình tham. Ví dụ mình tham cái đồng tiền để mình làm được cho mọi người thì ví dụ như đó, thì tôi tham đó. Còn bây giờ mình tham đồng tiền để vinh thanh thùy gia cho riêng mình thì các huynh đệ nghĩ coi là mình đền trả hết à. Cái nhân quả nó không có tha một ai hết trơn á. Rồi nghĩ cái đền trả, và bây giờ các vị cứ nghĩ coi cái đời này nó có vay có trả, chứ đâu có nào cho không. Rồi nó mệt chứ không. Thành ra cái gì mình rút ngắn được mình rút. Tôi cái gì mà tôi rút ngắn được cái giai đoạn tôi rút. Còn cái gì mà mình nhắm mình chưa có làm được thì thôi, từ từ mình cố gắng, mình tu tập mà. Đó là điều tôi nói thật như vậy đó. Rồi hôm qua có đổ Phật tử hỏi tôi, bây giờ có vị thầy, sao mình không nói tên, cứ xin tiền nhờ Phật tử xin tiền để cất cốc cất am gì đó, giờ thầy thấy làm sao? Thì tôi không biết trả lời làm sao nữa. Tôi nói thật các vị, khi mà thấy tin nhắn thì có những tôi đứng người, bởi vì tôi không có chủ trương. Mà nếu nói là không có chủ trương sao thầy cất cốc, thầy có cái cốc. Các vị nên nhớ á, từ ngày tôi lìa bỏ gia đình vào chùa tới nay là 32 năm rồi. 32 năm rồi chứ không phải ít. Thì 32 năm đó thì các huynh đệ nghĩ coi, trải qua 12 năm ngồi trong ghế nhà trường, ở với thầy tổ 3 năm, nữa là 15 năm. Rồi lãnh ngôi chùa xây dựng 7 năm nữa là 22 năm. Qua Mỹ bây giờ á 11 năm nữa là phải 32 năm dư không? Gần 33 năm. Thì gọi là cái trái chuối nó đã chín rồi. Bây giờ vì hoàn cảnh mình không ở với chúng được, một là tuổi tác, hai là cái hoàn cảnh nào đó đi, thì bây giờ tôi mới ra cốc ra am về. Nhưng mà ra cốc ra am thì để tôi hoằng pháp, để tôi tự sống, để tôi an nhàn tôi tu, thì các vị thấy nó có hợp lệ không? Và tôi hoàn toàn, tôi nói chân thành trên có thiên địa quỷ thần, tôi vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si mê, vẫn còn ngã mạn. Nhưng mà về giới luật tôi luôn tuân giữ.
theo đại thừa là phải ăn chay. Chỉ có cái thí dụ như bên đây nó khác hơn Việt Nam là tại vì bên đây á, ra đường cũng có mặc áo dài lộn thộn không giống ai, người ta đâu có biết đó, thì nó khác hơn. Là các vị thấy có nhiều khi tôi nói chuyện với các vị vậy sao tôi mặc như vậy, tại ở nhà tôi làm. Bên đây nó không có biết như Việt Nam mà ra đường có mặc áo dài lộn thộn, trừ khi nào đi phi trường tiểu bang này qua tiểu bang khác thì người ta Phật tử ra ta đón á, thì mình phải mặc cái đúng cái áo đạo mình coi cho nó được. Chứ còn mà nếu như đi công việc cho người Mỹ hoặc giả là mình đi mua sắm gì đó, nó không cần nhất thiết phải ăn mặc nó lộn xộn như ở Việt Nam được. Bởi vì người Mỹ họ không biết. Mà mình cái áo giặt hò đó, áo giặt khách hay là áo lục bình đó, mặc ra đường người ta nói là đó là áo ngủ. Các vị thấy không? Cho nên có những cái nó phải tùy cái quốc độ mà mình ăn mặc. Ví dụ như ngay cả Hòa Thượng Quyền Diệu, thậm chí Hòa Thượng Quyền Việt Nam có khi Hòa Thượng vẫn ăn mặc theo cái kiểu của Ấn Độ chứ đâu có ăn mặc theo kiểu Việt Nam. Mà nếu bên Ấn Độ mà Hòa Thượng Quyền Diệu mà ăn mặc theo kiểu Việt Nam sao Hòa Thượng đi dạy, vân vân. Cho nên mình cũng phải có những sự hiểu chỗ đó để mà cảm thông. Ở Mỹ đi làm, hồi xưa tôi đi làm tôi vẫn mặc đồ áo thun áo dày rồi tôi đi làm. À, tôi đi làm nó như kỳ mà tôi bị mang tiếng đó, các vị thế. Mình đi làm mình mặc áo của mình, áo ngoài đời, đâu có gì đâu. Làm đóng thuế cho nhà nước, làm danh chánh ngôn thuận. Nhưng mà người Việt Nam thì họ không biết. Rồi cái thế chính trị này, chính trị kia nó đánh qua đánh lại để cho nó bịt cái tiếng nói của tôi. Bịt cái tiếng nói của tôi để nó sợ tôi. Mà đã tôi nói tôi không có tham gia chính trị, nhưng mà nó phải bịt trước, nó phải dằn mặt trước, lôi kéo tôi vào cái thế chính trị thì tôi không chấp nhận. Tôi nói là tôi theo Phật rồi, tôi không theo cái chính trị của anh em gì hết. Đó, các vị thấy không? Hồi đó các vị mà trong cái hoàn cảnh của tôi á, rồi các vị mới hiểu được tại sao mà nó đánh phá tôi ghê gớm vậy. Bởi vì dầu mình nói mình không theo phe nào, nhưng mình mới qua Mỹ thì bắt buộc nó phải, nó gọi là nó dằn mặt mình trước. Nó tùm lum bên này á, những người mà làm việc cho đương thời của nhà nước Việt Nam hiện giờ có những người mà làm việc cho thời chế độ trước năm 75 có rồi, những người kẻ hai mang nó đứng giữa để nó làm cho đụng đầu của nhau có. Đó là tôi nói về đời, về đạo thì đạo này đạo kia nó phải xử bỉ lẫn nhau để sống còn, các chị ạ. Bởi vì cho nên cái thế giới loài người này nó khổ là mới gọi là ta bà khổ là vậy đó. Là nó xử bỉ nhau để sống còn. Con trâu, con chó nó cũng phải cự với nhau để sống còn. Dầu rằng nó ăn cơm của chủ, mà các vị thấy nó cũng phải cự với nhau. Con mèo các vị thấy nó đụng đó, nó cự, tới giờ ăn rồi nó cự, nó gầm gừ. Con chim cũng vậy, tới con chim nó bay trên trời đó, mà nó cũng phải đá với nhau để sống còn. Thì con người nếu mình chưa phải là bậc thánh thì làm sao không làm sao mình tránh khỏi không có đấu đá lẫn nhau. Các vị nên nhớ như vậy đó, để sống còn mà. Thành ra khi qua cái giai đoạn rồi đó, tôi mới ngồi ngẫm lại thấy tang thương. Nhưng mà may cho mình rằng mình giữ được cái lập trường của mình. Mình chấp nhận đau thương nên mình giữ lập trường. Có ai thương mình bằng mình đâu các chị. Trên đời này không có ai thương mình bằng mình là được. Chỉ có mình thương mình. Cho nên nhớ cái Thí Kiều nói không? Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại mới thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Thì đó, khi sao gài gắm về gió dạng sương, mặt sao bốn chán ông trường mấy thanh, mặt người mua sở mây tầng, riêng mình nào biết có xuân là gì.